Hai con gái của Tổng thống Nga Putin vừa có lần xuất hiện hiếm hoi trước công chúng khi tham dự diễn đàn kinh tế quốc tế Shen Petersburg 2024. Đây được xem là lần xuất hiện công khai hiếm hoi của Maria Vorensova và Katerina Tikhonova. Theo đài CNN, hai con gái của ông Putin có độ tuổi khoảng 35 đến 40 là con của ông Putin với bà Liu Mila, người đã ly hôn với ông vào năm 2013 sau gần 30 năm chung sống. Ông Putin từng tiết lộ hai con gái mình làm việc trong lĩnh vực khoa học và giáo dục. Ông thậm chí còn có cháu, tuy nhiên chưa bao giờ tiết lộ thêm thông tin gì khác. Theo tờ Novaya Gazeta Europe Nga, cả Maria Voronsova và Katerina Tikhonova đều tham dự diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg SPIEF 2024. Tuy nhiên, chỉ có cô con gái út Tikhonova là diễn giả bà tikonova hiện đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ đã xuất hiện trong một video tại spief về vấn đề thúc đẩy chủ quyền công nghệ của tổ hợp công nghiệp quân sự nga giới phân tích quốc tế tin rằng tổng thống putin luôn giữ kín thông tin về các con gái và cuộc sống cá nhân vì không muốn để lộ những điểm yếu mà các lực lượng thù địch có thể lợi dụng